Dạ vâng, xin chào quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thảo Dược số 1, Lam Dược Nguyễn Thi. Anh chị thân mến, trước mắt anh chị đây là cây lữ đồng hay còn gọi là cây bạch hoa sà thiệt thảo. Cây lữ đồng hay cây bạch hoa sà thiệt thảo là một loại cây thuốc lam. Có rất là nhiều công dụng quý và một trong số đó là công dụng điều trị và hỗ trợ điều trị các cái căn bệnh về ung thư, u biếu rất là tốt. Thì trong các video kỳ trước tôi có chia sẻ và giới thiệu đến anh chị các cái công dụng, các cái bài thuốc chi tiết đối với từng bệnh. Và trong video này thì tôi không liệt kê lại, không chia sẻ lại những cái bài thuốc đó mà tôi đi cụ thể giải đáp một câu hỏi của một bạn nữ ở thành phố Hồ Chí Minh có gửi câu hỏi về cho đơn vị công ty chúng tôi. Và trong câu hỏi của bạn xoay quanh chủ đề đó là bạn ấy bị u ừ, ừ, đa biếu và bạn ấy muốn dùng bài thuốc từ bốn cây thuốc đó là cây uh, cây bạch hoa xà thiệt thảo cây hàn the cây bán chi liên cây dừa cạn có được hay không vậy thì cụ thể câu hỏi của bạn ra sao và chúng tôi sẽ giải đáp như thế nào thì mời anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết của câu hỏi như sau tôi xin đọc nguyên văn câu hỏi của bạn gửi về cho chúng tôi như sau em bị đa biểu vú tức là cái dạng biếu lành ạ. À. Em đi bệnh viện ung biếu khám và siêu âm, phát hiện ra có biếu và bác và bác sĩ kêu em về theo dõi 3 tháng sau lại đi tái khám. Và bác sĩ cũng không cho em uống thuốc gì không kê cho em uống thuốc gì ạ. À. Và bác sĩ còn nói với em rằng có thể 3 tháng sau lại sẽ mổ. Vì em chưa có gia đình, sợ mổ sẽ để lại thẹo sau này. Và tình cờ em có lên mạng và được biết bài viết của các anh về bốn loại cây thuốc nam đó là cây hàn the, cây lữ đồng, cây bán chi liên và về bốn loại cây thuốc nam đó là cây hàn the, cây lữ đồng, cây bán chi liên và cây dừa cạn. Dùng kết hợp uống thì có thể uh, biếu sẽ giảm và biến mất nên em rất muốn mua về nấu uống. Xin hỏi anh chị là sử dụng bốn vị cây thuốc trên để điều trị có hiệu quả không ạ? À? Không biết bên anh chị có cung cấp bốn loại cây thuốc đó hay không? Em rất mong sớm nhận được hồi âm của công ty, em xin chân thành cảm ơn. Và sau đây thì tôi cũng xin đi giải đáp chi tiết về câu hỏi của bạn như sau. Thưa với bạn là đối với trường hợp của bạn bị u đa biếu lành tính tuy không đáng lo ngại lắm nhưng bạn cũng nên có hướng điều trị kịp thời để tránh lâu lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và sinh sản sau này, thưa với bạn nhé. Và trong cái thời gian chờ có hướng điều trị của bệnh viện thì bạn nên sử dụng một số các cái vị cây thuốc nam mà theo chúng tôi thì nó rất là hiệu quả. Có tác dụng giảm kích thước u biếu rất là tốt cho bệnh của bạn. Bốn vị cây thuốc mà bạn đề cập ở trên đều là những cái vị thuốc có thể sử dụng để tiêu viêm, giảm giảm kích thước u biếu rất là hay. Và ở trong các cái bài viết trên thì có hai vị cây thuốc là cây dừa cạn và cây bán chi liên đều là những cái cây thuốc rất là đỗi quen thuộc đối với đối với các cái bệnh nhân mắc u biếu trong thời gian qua và trong mỗi thang thuốc tiêu u biếu của các bệnh nhân đều không thể thiếu các cái vị thuốc trên vậy thì trong cái câu hỏi của bạn có đề cập đến cây uh, lữ đồng là gì còn hai vị thuốc là cây hàn the là cây hàn the và cây lữ đồng nghe lạ nhưng đều là những cây thuốc khá quen thuộc. Trong đó thì cái cây lữ đồng còn có tên gọi khác là cây bạch hoa xà thiệt thảo. Cây hàn the thì mọc rất là nhiều ở ven đường. Và dưới đây là bệnh của bạn nên sử dụng kết hợp các cây thuốc lam như thế nào để tiêu khối u hiệu quả thì bạn nên sử dụng kết hợp các cái vị thuốc theo liều lượng mà chúng tôi sẽ chia sẻ cái bài thuốc dưới đây. Đó là cây lữ đồng 30g, cây dừa cạn 15g, cây bán chi liên 15g, cây hàn the 10g và và cây xạ đen 30g. Thì ngoài bốn vị thuốc trên, bạn nên kết hợp thêm một vị thuốc nữa, vị thuốc nữa đó là cây xạ đen với liều lượng 30g để sắc uống chung. Vì sao? Thì thưa với bạn, cây sạ đen là một vị thuốc lam khá nổi tiếng ở Hòa Bình, có tác dụng kìm chế và giảm kích thước khối u, được rất nhiều bệnh nhân sử dụng, đặc biệt là những cái bệnh nhân mắc bệnh không may mắc căn bệnh ung thư, căn bệnh hiểm nghèo, điều trị rất là hiệu quả trong thời gian qua của đơn vị chúng tôi. Thì để biết về cây sạ đen thì bạn có thể tham khảo và lên kênh Thảo Dược số 1 chúng tôi đánh từ cây sạ đen thì sẽ biết về thông tin về cây sạ đen và liều lượng ở trên là chúng tôi tính ở dạng cây khô bạn nhé. Bạn lưu ý, bạn đem rửa sạch các cái loại các cái vị thuốc trên, sau đó đem sắc với 1,5 lít nước, sắc cạn còn khoảng 600 ml chia làm 3 lần uống trong ngày. Trong một số thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến bạn và quý vị anh chị thì rất là mong các cái thông tin, các cái bài thuốc này sẽ đến được với các anh chị mọi miền tổ quốc mà không may mắc các cái căn bệnh về u biếu có thêm một lựa chọn mới trong việc điều trị bệnh an toàn hiệu quả không có tác dụng phụ và sau đây thì tôi xin tạm dừng cái video này tại đây công ty thảo dược số 1 chúc bạn và quý vị anh chị có một sức khỏe thật là tốt và nếu anh chị có quan tâm hoặc cần tư vấn đến các cái vị thảo dược các cái loại cây thuốc lam có nguồn gốc từ tự nhiên và để điều trị bệnh thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0982957282 hiện tại thì chúng tôi cung cấp ở dưới dạng cây khô để vận chuyển cho thuận tiện chúng tôi có nhận chuyển hàng trên toàn quốc sau khi anh chị đặt hàng thì anh chị cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị hãy đăng ký like share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này cảm ơn quý vị và các bạn chúc quý vị các bạn có một sức khỏe tốt